Dạ, trên này thì em làm vẫn vẫn còn làm ở Hàn Tỏi. Em làm với tổng cộng được bao nhiêu tuần rồi em nhớ không? Hoặc được bao nhiêu ngày rồi? Hình như cái Em visa của em nó yêu cầu là 88 ngày đúng không? dạ đúng rồi, em được làm 6 pay slip rồi, 1 tháng rưỡi rồi. 6 pay slip là em làm liên tục à, không có nghỉ giữa tuần hay không có gì hết đúng không? Dạ đúng rồi, liên tục rồi. Có nghỉ lễ rồi gì không? À, có được trước tuần vừa rồi nghỉ lễ nữ hoàng này, có một ngày thứ hai nha. Dạ. Em tính theo ngày nha, nếu mà 88 ngày thì em làm đâu đó khoảng chín mấy ngày đi cho nó chắc nha. À, dạ vâng ạ. Chứ mất công hụt tới hụt lui nữa là chết nữa. Đúng không? Dạ. À, được 1 tháng rưỡi rồi hả? Vậy là còn khoảng 2 tháng nữa. Cái chỗ đó lúc em xin vô làm sao ta? Mình chỉ cần nói cho nó trước mình muốn nghỉ là nghỉ hay là sao? À, đúng rồi anh, là ký khi cái hợp đồng, cái hợp đồng nói là mình có thể nghỉ lúc nào cũng được anh, chỉ cần báo 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 Đúng manager không? là được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình lên đây ví dụ như lâu lâu mình nói mình đi lên mình thăm anh em rồi này nọ được không hay là sao Dạ được, tuần về lại cũng ổn hả? dạ được anh, dạ được, là anh có thể là xin xin nghỉ 1 2 ngày, 3 ngày hoặc cả tuần cũng được, đi lên Melbourne hay gì đó. Ok thì bữa nào mà anh busy anh lấy 2 3 job gì đó thì anh báo cho em. Dạ đúng rồi, Ok em nghỉ 1 tuần được anh, 2 tuần vẫn được. thì anh hỏi thăm cho em trước đây nè để có gì. Thì bây giờ là ở đây cũng là lấy lần 2 3 chốt á, thì bây giờ hiện nay vẫn ổn tại vì mùa đông á mấy chú kia cũng phụ anh được, nhưng mà để anh coi nếu quá busy là kêu em xuống em phụ. Tại kế hoạch của em mà sau sau khi em đầy đủ hết rồi là em xuống đây mà đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. Ok xuống đây rồi anh còn dẫn đi làm mấy cái này nữa, bất động sản rồi này nọ, đi khảo sát cái này cái kia rồi nữa chứ đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ. Anh hỏi này chứ hôm bữa Hậu lái xe rồi sao, qua này Hậu lái lần nào chưa hay là sao? Dạ em Nãy giờ lái là chưa. trên trên thành phố này rồi anh, em lái có bạn em mượn xe đi rồi. Ok em lái ào ào rồi đúng không? À, lái thì cũng cũng chưa cứng lắm mà. Em chỉ Nhìn navigator rồi này nọ, nói chung là em đi làm này vẫn được rồi đúng không? dạ đúng rồi ạ. Rồi được rồi, chỉ ráng luyện thêm thứ bảy nhật em nghỉ à, hay thứ bảy nhật em làm gì? À, thứ bảy nhật thì em làm job khác đó nè, em làm 2 job lận, em đi làm farm này nọ cũng thử nhiều công việc lắm. À, thứ bảy nhật nó có khai thuế cho em không? Nếu mà nó có khai thuế là tính luôn thứ bảy nhật là tính theo ngày được á, có khai À, thuế trả tiền mặt anh không? Em không được tại vì nếu mà tính anh 1 tuần có 5 ngày à đúng không, 5 ngày đi làm thì cứ nhân đi, nhân lên cho ra 88 ngày thì anh cho 90 ngày đi, 90 ngày mà 1 tuần 5 ngày thì em tính ra em phải làm 18 tuần lận. À, không anh ạ, à, em nghe nói là người ta tính là 1 tuần anh làm 5 ngày nhưng mà nó tính vẫn 7 ngày á, chứ không phải là 5 ngày. À, nó tính 7 ngày hả? Dạ, anh ốp thứ bảy nhật nhưng mà nó vẫn tính 7 ngày á. Ủa, nhưng mà nó nói là 88 ngày là nó tính luôn 7 ngày đó luôn á hả? Dạ đúng rồi. Còn nếu mà trong 1 tuần ấy, anh có nghỉ 1 ngày nào đó, nghỉ thứ hai ấy, thì nó sẽ tính từng ngày. Giờ 1 tuần anh nghỉ một một ngày thứ hai, anh làm thứ ba, tư, năm, sáu thì nó tính 4 ngày thôi. Cái này anh không biết á. Dạ, Ồ, nghe em tìm em cũng kiểu hả? tại vì bạn nó có apply gia hạn rồi đó, thì em có biết. Ok. Hôm bữa em nói là lương cái đó là bao nhiêu tiền một một giờ? Lương trên này 26.7 một giờ. 7 thì cho là 27 đi, là 1 tuần trước thuế bao nhiêu, sau thuế bao nhiêu, em biết không? Em nhớ Dạ không? trước thuế thì tầm khoảng 1.300 anh, sau thuế khoảng 1.100 hoặc là 1.000. Là em làm ca ngày, ca ban ngày đúng không? Dạ 3 ngày thôi. Rồi ban đêm ví dụ em nói với anh là em làm từ 7 giờ tới 3 giờ đúng không? À, từ 7 giờ đến 3 giờ chiều anh. Rồi cái khúc mà 4 giờ chiều đó đêm làm gì? À, em bán hàng iPhone Thì cái đó biết rồi, anh trai của em với em là bắt đầu bán là chăm sóc khách hàng nữa hả? Dạ em làm chung từ hồi hồi ở Việt Nam mà, em ở bên Thái luôn á. Đấy, qua một cái là anh chơi luôn 2 tháng luôn á. Nhưng mà anh vẫn sắp xếp việc em Dạ à, đúng. tại vì có mấy người đi làm chung với anh mà tới 6 anh lận, À, không làm với anh cũng à làm với mấy dạ. anh được. Không sao em tính được đó cũng được, mỗi miễn là sao là em xong hết em chạy xuống đây rồi không có việc của anh cũng có việc mấy người lo. Dạ dạ dạ. Lại hôm bữa giờ mấy nay anh cũng nói nhiều là cố gắng đi làm với mấy anh nói mấy chú đó là buổi ban ngày 3 4 giờ chiều là đi làm thêm em nữa đó. Dạ. Làm cũng tự do mà. Ok rồi phải tập thêm bán hàng rồi này nọ nữa đó. Rồi ok Dạ. anh hỏi thêm cái này nữa là ở trong chỗ làm em á, em giới thiệu người vô làm được không, Dạ được anh đang ạ. cần nhiều không, ví dụ như anh nói cần 3 người 5 người gì đó được không, phải À, xin từ cái từ này em hỏi lại công ty hả? tại vì sắp tới bên đội mình nó cũng có mấy mấy bạn đi qua đây thì cũng cũng muốn nói chung là ở ở đây đây cho nó quen quen chút xíu nữa rồi chạy lên trển.
Ủa em đi cho anh hỏi luôn, từ Mirora xuống dưới đây là đi xe bao nhiêu tiền, rồi đi bao lâu, rồi mỗi ngày nó có mấy chuyến? À, hôm bữa là em xuống Melbourne là em đi xe bus. Xe bus là đi từ cái bến xe Mirora trực tiếp đi xuống Southern Cross anh, Melbourne á. Thì giá 58 đồng thì Đi đi mấy từ 10 giờ đến 6 giờ sáng Melbourne anh. à, là 10 giờ tối ở trên đó hả? Là đi 8 tiếng luôn. Dạ 8 tiếng tại xe bus nó đi lâu hơn xe xe ô tô mình. Ồ, ủa còn Dạ. em chưa đi qua xe lửa, ở đó có xe lửa không ta? Em đi từ Melbourne ngược lại á thì mình sẽ đi xe lửa đến cái chỗ thành phố Bendigo, sau đó là nó sẽ chuyển qua xe bus anh. Ồ, vậy là nhanh hơn không? Dạ. Cũng 8 tiếng như nhau thôi hả? Dạ đúng rồi. Ồ, 8 tiếng. Còn đi xe anh nhớ đợt anh đi câu ở đó, anh đi xe như mất độ 4 tiếng sao á. Dạ tại vì đường từ đây Melbourne có con đường anh à, đi nó nhanh lắm. Nó tính regional á, để mà apply cái visa năm 2 là đến tính từ vùng nào không? Em có nghiên cứu không? Dạ có nghiên cứu. Dạ. Bendigo có được không? Dạ được ạ. Bendigo được luôn, Bendigo cách con tiếng à? À đúng rồi, nó đã cách Melbourne 1 tiếng nhưng nó vẫn là regional. Ủa nếu vậy, Mirora regional. Chilon có phải là regional không? Chilon regional. À Geelong không được nè, Geelong nó thuộc Melbourne rồi. Nhưng mà xa hơn Chilon chắc chắc được hả? Dạ. Rồi để anh coi lên này, tại vì có bạn ở Chilon với lại có mấy bạn ở vòng vòng ở chỗ đó cũng cũng ok. Rồi bữa giờ là cái này quan trọng nè, cái chuyện mà ở trên đó em ở như thế nào, bao nhiêu tiền một tuần, rồi tới chỗ làm với lại chỗ ấy mất hết bao lâu? À, thì hiện tại thì em đang thuê một căn phòng thì em ở một mình giá 100 đồng một tuần á, thì mình ở chung với những người khác nè. À, nhà có nhà bếp Đó, nhà nhà tắm riêng rồi. chung phòng hay là sao? Em ở một riêng một mình một phòng hả? Dạ, riêng một mình một phòng nhưng mà trong nhà nó có 6 phòng á. À ok, rồi đó là bao có điện nước internet rồi này nọ luôn chưa? Dạ bao hết đó nè. Rồi đi làm á thì từ chỗ em đi làm tầm 25 phút thì có xe xe đưa đón á, trong công ty có những người có xe á thì họ sẽ đón mình xe tiền 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 xăng thôi thì bảy bảy đồng một một ngày á. Ờ, cũng giống như đi làm farm ngày xưa, đi làm farm đúng không? Đầu tiên là anh đi làm farm thì anh phải trả cho người ta 11 đồng, 10 đồng, 11 đồng mỗi ngày đi về. À. Rồi xong anh lên chức anh chở người ta lại. Anh gom được tiền. Anh khỏi còn phải làm farm, anh chỉ chở thôi anh cũng đủ tiền ngày trăm mấy, 200 Dạ rồi. dạ đúng rồi. Khi đó đi làm vậy cũng ổn chứ, đi làm vậy buổi chiều tối thì em bán hàng thêm là coi như em làm hai job rồi con đó. Thứ bảy Em chủ nhật làm em đa làm. cấp anh, bảy nhật là em làm farm á, em làm đủ việc hết à. Dạ em làm nhiều ngành nghề lắm. Dạ. Thời gian nữa đâu làm không? Làm dữ vậy. Dạ thứ bảy nhật tại ở nhà thì em bán hàng á, em cũng tính đi làm một job nhà hàng mà tại vì hiện tại thì chưa sắp xếp được. Ok. Nói chung là chịu làm là không bao giờ thiếu việc đó đúng không? Dạ nói chung bây giờ ở trên này cũng cũng cần người lắm anh ạ, nhà hàng nó cần người, farm này nó cũng ai làm á, mùa đông người ta cũng ít ít đi làm á. Mà đi đi làm với ngoài cái chuyện mà em đi làm bình thường nghĩa là tuần bỏ túi ngàn mốt rồi đúng không? Ngàn mốt Dạ, đúng đúng rồi không? Mốt anh ạ. trừ trăm là tiền ăn ở rồi tăng ăn tiền tiền nhà là còn lại ngàn. Một tháng em Dạ, ăn uống khoảng nhiêu? một tuần thì khoảng 70 đồng thì 7 x 4 28 cho 300 đi. 300 hả? Ok. Mấy em có đi ăn ở ngoài rồi này nọ không? Thỉnh thoảng đi ăn quán Việt Nam trên này. Thì đó thì bây giờ anh tính sơ sơ là như kiểu thứ bảy nhật là em làm kiếm thêm thêm tiền của thứ bảy nhật nữa đúng không? Thanh niên Dạ trai đúng tráng rồi. khỏe mạnh nó đi làm đó chứ. Rồi Dạ. ngày thường thì 5 ngày buổi sáng thì kiếm được ngàn mốt, chiều tối thì bán hàng kiếm thêm nữa đúng không? Rồi nói chung vậy là ổn rồi đó. Rồi xuống đây hướng dẫn thêm rồi đi lấy job rồi này nọ, xe cộ chạy rồi chở thợ đi làm rồi nọ tranh được. Hôm xuống đây anh giao cho chiếc xe rồi đi làm thôi. Ví dụ như làm tỏi trước đi. Tỏi là vô đó làm gì, em thử tỏi à, em ăn tỏi à, làm gì vậy? Không ạ, à, tại vì tỏi này á, thì nó có hai nhà máy tỏi này là lớn nhất nước Úc rồi đó. Nó gọi là Australian Garlic Producer. Là nó cái nhà máy ở ở Mildura lớn nhất thì nó sẽ là xuất khẩu qua châu Âu nè, Nam Mỹ nè. Và nó sẽ bán cho nước Úc luôn, cho Coles, Woolworths, mấy cái chủ nhà hàng lớn á, chủ siêu thị lớn á Ở thì đó nó trồng luôn hả em? Nó dạ. farm nó trồng luôn đó luôn hay là tại vì em với anh dân miền Trung là biết là tỏi Lý Sơn là ngon nhất rồi đúng không? Mà hôm Dạ đúng bữa rồi. em xuống cho Thuận anh cũng ăn một cái anh thấy nó vị nó cũng rất là ngon mà anh đang thắc mắc. Tất nhiên là anh biết là em làm rồi đó nhưng mà anh không biết là sản xuất trồng ở đâu rồi, trồng ngay đó luôn hả hay sao?
À, thật ra thì em biết đó, thì nó chỉ nhập khẩu, nó trồng ở Úc, là ở cái vùng Mildura, ở vùng khác nữa, New South Wales, rồi ở Nam Úc nữa. Rồi sau đó là xe nó chở ra, container chở qua, và nó sẽ lấy những cái hạt giống từ Nam Mỹ nữa, từ Brazil, Argentina, và nó nhập khẩu qua Úc, sau đó nó sẽ trồng những cái giống đó. Nó bỏ qua Lý Sơn rồi, chết rồi. Dạ, đúng rồi. Em phải nói cho nó biết đi chứ. Thì tỏi thì nó có nhiều công đoạn đấy mà. Tại nó có hai nhà máy, một nhà máy tỏi ướt và một nhà máy là tỏi khô. Thứ nhất là tỏi nó sẽ nhập vô nó còn dơ nè, sau đó mình chỉ có máy đó, máy móc nó sẽ sàng lọc để cho nó rớt. Dạ, nó sàng lọc. Dạ, cát đất cho nó sạch, rồi sau đó là qua cái bộ phận những cái người cát anh, cát tỏi, cát rau ria, tới công đoạn là người ta lựa tỏi nữa anh, lấy tay bóp 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 để mà cái tỏi nào hư thì vứt. Tỏi nào nhỏ thì mình đưa ra một cái pin khác. Còn tỏi nào lớn vừa là sai nào á, nó sẽ chia ra hết rồi. Sau đó là tới công đoạn vô cái nhà máy, nó sẽ lưới anh, những cái lưới nó sẽ bọc vô, dán tem dán nhãn vô, cho nó đưa đi khô quanh vượt thôi. Rồi có những cái phòng khác đó, người ta sản xuất đủ loại tỏi đó, ví dụ tỏi hộp, tỏi dầu, những cái chai tỏi nè, nó dầu kết hợp với tỏi xay, tỏi rang đủ hết rồi. Dạ thì em thì trong đó thì em làm, em dùng cái phọt clip, cái pin đã gói xong á, thì mình chỉ đưa vô phòng để mà những cái người bốc vác, người ta bốc vác lên xe tải chở đi khâu vinh vụt thôi. Một đội vậy làm là mấy người em? Đội làm thì tầm khoảng 20 người nè, 20 đến 50 người nè. Vậy như bạn hiểu rồi. Xong rồi cái đó là việc trong ấy tỏi. Thứ bảy nhật em đi làm farm đó, thì cái việc đó là farm gì? Em trải qua được mấy cái farm rồi? À, em làm farm, hiện tại em đã làm farm thì farm nho. Farm nho thì mình đi giật cành đó. Mình biết giật cành không? Thì người ta hái nho hết rồi, bây giờ cành nó ra rồi mình giật cho nó trống trải lại. Mùa đông là thường thường ở bên này là không còn lá nữa đúng không? Nho nó hết lá rồi. Dạ đúng. Và bây giờ là nó phải cắt bớt đi cho nó gọn, tại vì mà càng nhiều cành đó là lá non nó không có mọc và cái trái nó cũng không chịu mọc ra luôn á. Và farm thứ hai là em làm là farm quýt á, cam quýt á, mình đi hái cam hay quýt. Thứ ba là đi hái đậu nữa, hái đậu bắp bên trên nè, đậu chì rồi. Dạ, nhiều lắm. Hái cam quýt là cái cây cam quýt nó cao cỡ bao nhiêu? Cũng giống như cái thứ mà mình không hay cần phải. Nếu mà cây cam là cây cam bự á, anh phải bắt thang lên để mà hái được. Mấy cái trái cao á, trên cao thì phải bắt thang á. Cái quýt thì đa phần nó nhỏ, mình có thể đứng hái được. Thang nó thường thang khoảng mấy mét? Thang khoảng 2 mét á. 2 mét thêm người mình khoảng 1m7 nữa. Là cái cam nó cũng 3 mét. Dạ. 3 mét mấy đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, các bạn có hình dung. Rồi còn hái đậu đó là nó thấp mà đúng không? Đứng rồi khom xuống. À, hái đậu thì dạ đúng rồi, khom thôi. Khom hái thôi, cũng dễ. Theo em á, hồi trước giờ em chưa có làm farm qua bao giờ đúng không? Em chỉ làm mấy việc văn phòng thôi. Bây giờ em làm farm thì em có cảm giác, tại ngày xưa anh làm là rõ ràng là anh có cảm giác đau lưng nè, mỏi gối nè, rồi nhức cổ nè. Rồi lúc đầu em làm em có cảm giác đó không? Hoặc là làm trong nhà máy nữa, tại rõ ràng là hồi trước cho em không có làm mấy cái việc chân tay đúng không? Em toàn việc làm việc văn phòng thôi. Dạ đúng rồi, chưa bao giờ. Rồi em chia sẻ cái chuyện đó thì hồi xưa anh trải qua rồi. Bây giờ để cho em ngày nào cũng làm để chia sẻ. Thực sự thì khi mà qua đây á, thì em bắt đầu công việc làm tỏi á, thì anh biết là mình vô hãng thì mình đứng 8 tiếng chứ mình không có ngồi, chỉ có ngồi lúc 30 phút ăn trưa thôi. Dạ. Nghỉ rồi, hoặc là smoke call đúng không? Bên đây xưa sáng cũng dạ gọi là smoke call á, dạ. Smoke call 15 phút với lại nửa tiếng. Tại bên đây hãng xưởng không có cái việc mà ngồi nha. Ở Việt Nam ví dụ như anh thấy nhá, hãng may, hãng ké gì đó người ta ngồi. Bên Úc á là phong cách họ đứng. Họ đứng để chi? Để mình làm không buồn ngủ. Làm nhanh hơn á. Dạ. Đúng, nhanh hơn mà không buồn ngủ. Có năng suất hơn á. Thì lúc đầu em qua là 1-2 ngày á, thì em cảm thấy đau nhất. Không phải đau nhất mà mình chưa quen nè. Cho nên mình cảm thấy nó hơi nhức tí. Sau đó là ngày thứ 3 em quen. Để tới bây giờ luôn thì em thấy rất là bình thường. Cho nên chính vì công việc làm trong hãng á, thì giúp mình khỏe mạnh hơn. Người mình nó active hơn á nè. Và khi mà em ra làm farm thì nó không mệt mỏi nữa. Với lại cái thời tiết bên Úc bây giờ hiện tại thì mùa đông, nhưng mà khi mình ra làm farm á, thì mình vận động á, thì nó không có lạnh, người mình cũng khỏe lắm. Cái hay ở bên nước Úc này là một năm nó nóng có mấy ngày à, còn đa số là thời tiết nó mát. Và đặc biệt là đông á, là làm farm cực kỳ sướng, tại vì người làm farm người ta chỉ sợ nhất là trời nóng thôi, gì bán mặt cho đất bán như trời. Thì đó là làm farm nó thật vậy chứ. Thực chất ở bên này làm farm nhẹ nhàng, nhưng mà nó chỉ mỏi thôi, tại vì không không phải là
mỗi là do là tụi mình toàn là dân đi học đại học hoặc là dân phòng thôi đúng không? Đó là lý do vậy, chứ người nào mà làm chân tay thì nó sẽ chuyện là bình thường đó. Thì bạn nào qua đây muốn gia hạn visa năm 2, năm 3 bắt buộc cũng phải một là làm ở trong hãng ở trên thiệt là xa, ở trên mấy vùng xa, hai là cũng làm farm thôi ạ. Thì nó đều tính hết. Em chia sẻ cho các bạn biết là mấy cách làm như vậy á, thì hồi nãy như nãy em nói là chỉ có 2 ngày 3 ngày rồi mới bắt đầu từ từ nó quen dần á. Rồi sau đó bây giờ em làm em có cảm giác gì mà nhức mỏi gì nữa không? Dạ không anh ạ, tại vì mình làm cảm thấy người mình khỏe hơn anh. Tại vì mình vận động, mỗi ngày vận động mình đi mình đứng thì người mình khỏe, dạ khỏe. Em hồi xưa là em ở đất nước nhiệt đới đúng không? Việt Nam, Thái Lan, rồi Philippines rồi đó. Là nó sẽ nóng, xong rồi nó đổ mồ hôi, ở bên này nó mát lắm, nó đâu có, em có bao giờ thấy đổ mồ hôi không? Dạ không có anh ạ. Dạ. Đó, và thời tiết nó ráo, nó khô chứ không phải nó ẩm ướt giống như nước những cái nước nhiệt đới. À, thật ra thì khi mà hồi trước em làm ở văn phòng á, thật ra mình sướng nhưng mà mình ngồi á nè thì cơ thể của mình nó không tốt, em cảm nhận như nó cảm giác nó sao ta. Mấy bạn làm văn phòng thường thường phải đi tập gym đúng không? Dạ đúng rồi. Phải đi tập thêm đó, tại vì vừa lao động trí óc, vừa phải lao động rồi phải đi ra tập gym cho người nó gọi là xả stress á. Dạ. Còn đây là em vừa bán hàng là trí óc rồi, xong rồi làm thêm này nó kiếm thêm thu nhập nữa là nó phối hợp ăn ý rồi đúng không? Vừa thể chất vừa ấy nữa, vừa trí lực nữa đó. Mình thấy vậy nó hợp lý nhất luôn á. Giống như bản thân anh đi, nói chia sẻ 2 tháng vừa rồi là đi, ăn đi chơi không à? Đi chơi cái thấy người nó ẻo ỏi à? Tại sao ta ăn đi chơi còn không làm gì khác á? Đó giờ đi làm lại cái tự nhiên thấy thoải mái, tất nhiên nó có mệt hơn cái lúc đi chơi nhưng mà ba mình cũng nói đùa một câu đó. Trời ơi bên này đi chơi mà còn không có thời gian nữa chứ đừng có đi làm. Dạ không nói vậy đó.